các bạn, đây lại tiếp tục là bản tin công nghệ hot của FPT Shop Channel. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin chi tiết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay nhé. BKAV gửi thư mời ra mắt chính thức Bphone 3 vào ngày 10 tháng 10. Samsung công bố giá bán A7 2018. Lô giá bán và hình ảnh báo chí của Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Vừa mới đây thì Bphone đã gửi thư mời để đến tham dự sự kiện ra mắt Bphone 3 của hãng, và sự kiện sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một địa điểm rất là quen thuộc mà trước đây họ đã tổ chức sự kiện để ra mắt chiếc Bphone 2, và sự kiện sẽ được diễn ra vào lúc 9:30 sáng ngày 10 tháng 10. Thiết kế thư mời năm nay là hình ảnh chữ B in hoa quen thuộc ở giữa trung tâm các vòng tròn giống như ống kính. Hình ảnh gợi mở đến điểm nhấn Bphone 3 sẽ hướng đến camera. Lớp màu loang như ám chỉ về một trong những chế độ chụp nổi bật của Bphone 3 là xóa phông, cũng như khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Kết hợp với những hình ảnh rò rỉ trước đó, nhiều khả năng Bphone 3 sẽ vẫn chỉ trang bị một camera. Dù vậy, có thể đây là phiên bản giá rẻ để tiếp cận người dùng hơn, giới công nghệ vẫn kỳ vọng Bphone 3 sẽ là phiên bản cao cấp trang bị hệ thống camera kép. Hình ảnh rò rỉ cho thấy Bphone 3 sẽ có 4 tùy chọn màu sắc bao gồm đen, bạc, vàng và trắng. Gần đây thì chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin về chiếc Samsung Galaxy A7 2018 của Samsung, một chiếc smartphone với thiết kế rất là độc đáo với 3 camera phía sau, và Ấn Độ sẽ là thị trường đầu tiên được liên kể chiếc smartphone này. Qua đó chúng ta đã biết về giá bán của máy tại thị trường này. Samsung Galaxy A7 2018 có 3 camera phía sau. Thiết lập này bao gồm cảm biến 24MP kết hợp với cảm biến Ultra Wide 8MP 120 độ và cảm biến độ sâu 5MP. Có một camera phía trước 24MP dành cho việc chụp ảnh selfie. Tính năng trình tối ưu hóa cảnh của Samsung cũng xuất hiện trên thiết bị này. Nó có thể tự động phát hiện lên đến 19 kịch bản khác nhau như thức ăn, hoàng hôn, và sau đó tối ưu hóa từng cảnh quay cho bức ảnh hoàn hảo. Galaxy A7 2018 có màn hình AMOLED độ phân giải là 1080x2220px với kích thước là 6 inch. Nó sẽ được trang bị một vi xử lý Exynos 7885 với tùy chọn RAM 4GB, 6GB và ROM là 64 hoặc là 128GB. Viên pin 3300mAh, nó sẽ được tích hợp Samsung Pay và chạy trên hệ điều hành Android 8.0. Samsung đang bán Galaxy A7 2018 với màu xanh dương, đen và vàng. Phiên bản 4GB RAM và 64GB ROM có giá bán là 330 đô và bản 6GB RAM và 128GB ROM có giá bán là 400 đô. Ngày lên kệ của smartphone này tại thị trường Ấn Độ sẽ là ngày 27 tháng 9 và ngày 28 tháng 9. Mặc dù là chiếc Xiaomi Redmi Note 6 Pro vẫn chưa được ra mắt, tuy nhiên sản phẩm này đã xuất hiện tại một số trang bán hàng trực tuyến, qua đó cho chúng ta thấy rõ hơn về thiết kế của máy cũng như là giá thành của sản phẩm. Xiaomi Redmi Note 6 Pro có màn hình LCD 6.26 inch Full HD Plus, chiếc Snapdragon 636 cùng viên pin dung lượng 4000mAh. Mặt trước của Redmi Note 6 Pro sẽ là camera kép 20 và 2MP, trong khi mặt sau là máy ảnh kép 12 và 5MP. Thiết bị này có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 32GB và 64GB, chạy Android 8.1 Audio với giao diện EMUI mới nhất. Redmi Note 6 Pro được Smart MD tiết lộ có các màu sắc như đen, xanh dương, vàng, hồng vàng và đỏ. Giá bán của máy là 343 đô cho bản 32GB, 337 đô cho bản 64GB. Xiaomi vẫn chưa chính thức xác nhận Redmi Note 6 Pro, nhưng dường như máy đang cận kề tới ngày trình làng bởi rất nhiều thông tin đã được tiết lộ. Như vậy là thông tin về chiếc Xiaomi Redmi Note 6 Pro vừa rồi đã kết thúc lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe FPT Shop Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin thứ 6 nhé.